Sau một năm tóc chị có thể cồn như này, một năm đi ra đảo và bây giờ nó sẽ là cái cồn như này rồi. nhìn như con gà mọc tóc. Sau một năm đã cột được những chiếc tóc cuối cùng lên. Thì mặt mình tròn như cái mâm ta. Hello bà chủ, trời ơi em có thấy chị tin tô này, áo manto mà em có nhé chị ơi. Áo em mặc là 159.000, em đang bảo là tự nhiên lướt. Thế chị bằng cái điện thoại của chị đi, áo này nó đang toàn họ đang toàn buôn ở ngoài chợ là toàn 170 ấy. Đấy ở trên đó, áo đằng sau đi em ơi, áo đằng sau em lên nhá. Áo phía sau cho em là áo chất da lộn đấy chị. Đây nè, trời ơi. Các chị ơi, hàng này người ta đang bán buôn 170 ở ngoài chợ đấy. Chị nào mà đi mua những cái dòng này là các chị đã biết luôn. Đơn hồi khuya chưa thể chốt, bên em vẫn đang chốt nha mọi người nhá. Bây giờ em không biết mẫu hot hit của chị là gì, nhà em có mẫu gì em lên mẫu đấy thôi. Bây giờ biết mẫu nào hot hit ạ? Đây chị, người ta đang bán buôn 170 này. Có em hot hit này. Trời ơi, nhà em bán 159.000 dã man chưa? Đây. Chả là giống cái màu đang mặc đây các chị ơi. Trời ơi, dã man bán 159.000 rồi một cái áo. Hôm nay là sale hàng lẻ nhá mọi người. Tại vì là những con hàng lẻ lẻ gì thì em sẽ lên. Tí nữa áo nam nữa cơ. Áo nam nhá, áo nam còn một ít những cái mẫu mà lẻ lẻ tí. Tí nữa sẽ vừa bán vừa tặng vừa sale tri ân cho các chị luôn. Mới nhận được cái VIP 1 đẹp mê ly. VIP 1 là cái gì ta? Có mochino hả chị? Vâng em cảm ơn chị nhá. Con này đi quá là đẹp rồi đúng không ạ? Rồi các chị ơi, hôm nay là một buổi tri ân nên là mọi người nhanh nhá. Thực ra cái này là chỉ áp dụng chị nào chia sẻ livestream thôi. Tại vì cái này là mẫu nó bị lẻ nha các chị ơi, lẻ sai lẻ số hàng lông cơm. Thế là em tổng hợp luôn vào hôm nay để sale, nên là chị nào nhanh tay thì sẽ có thôi. Em sale rất là rẻ nha mọi người. Nói chung rẻ lắm. Rẻ ôi rẻ luôn. Không nghĩ là các chị được mua cái giá này đâu. Rồi bộ này em còn một bộ nhá. Bộ này em còn một bộ và cái này hàng lẻ thì em sẽ đọc tên luôn nha mọi người ơi. Bộ này còn đúng một bộ thôi. Mã này mình lên luôn cho em, là bộ tím cho em nhá. À đây có cái lô lộn xộn chịu lấy không này. Em sale rẻ luôn. Toàn những hàng đẹp, cả len, cả hàng hè. Nhưng mà cái bệnh của em rất là ngại like hàng lôm côm. Trời ơi, từ khi gọi là từ khi like hàng nhiều, hàng cùng nhiều, bây giờ em ngại like hàng lôm côm kinh khủng khiếp luôn. Quần gió thì còn màu gì em nhỉ? Hết rồi. Quần gió đủ màu nhưng mà toàn size to. Không nhưng mà không đủ rồi. Em cho chị áo chị mặc đủ màu ở đây đi. Như quần gió em còn để trả đơn cho khách nữa, hình như hết rồi hay sao á. Rồi, này các chị lên cho em là bộ tím đi. Sale với chị bộ này luôn nhá, 30.000 đi. Bộ tím 30k, bộ tím 30. À, chia sẻ sức khỏe không được chốt. Thương thế. Rồi, bộ tím đó chị ơi, chắc là ngồi ghế này cho nó thoải mái đi. Bộ tím cho em nhá, 30.000 này. Bộ tím 30 đi. Cái này sẽ đọc tên luôn nhá mọi người, chỉ cần chia sẻ live stream là có đơn. Đây toàn những cái bộ giấy hàng đẹp thôi. Trời ơi, bộ giấy bộ tím em có 2 bộ đi. 30.000 mã bộ tím cho em, nhớ giá này em chỉ áp dụng chị nào chia sẻ thôi nhá mọi người nhá. Bộ tím 30. Nhanh thì đổi chậm là hết các chị nhá. Có đúng bao nhiêu bộ? Có đúng 2 bộ thôi, cả hàng hè cả hàng đông đi. Em sale em ngồi cái này để sale các chị hết đi. Bộ tím cho em nhá, 30.000. Quá rẻ đúng không? Siêu rẻ. Hôm nay là có cái gì sale hết nhá. Đổ bộ nha các chị ơi. Vừa bảo chị size L, tùy từng mẫu ấy chị ơi. Lô này thì chắc không có nhiều. Bây giờ chị lấy thì em tính giá rẻ thôi. Toàn hàng đẹp. Nhưng mà cái bệnh của em là nó ngại like hàng lông côm lắm. Sao em cứ bệnh nhá. Mà thương nó like thì có mình thương ấy. Nó like nó rất là lâu. Qua mẫu rất là lâu. Lông côm rồi các thứ đây. Bây giờ sale hết cái bộ tím em ơi. Bộ tím này. Bộ tím 30.000 cho em nhá. Nói chung là hàng rẻ. Em bán thì em cũng chân khách hàng thôi. AK6 là cái gì ta? Áo kiểu á? À em còn đủ màu đấy chị ơi. Cho chị Nguyễn Trang một bộ em. Chị Nguyễn Trang đôi 470 này. Chị Nguyễn Trang cho chị cái bút đi. Đây áo em mặc đây, đủ các màu đây. Xương xương đẹp như này thôi. Người ta đang bán buôn 170. Bên em bán có 160. Rẻ chưa? Các chị giá sốt mua 300 mấy, 200 mấy luôn. Màu tím cho em cho chị Nguyễn Trang một bộ nha. Đuôi 470 này. Cho chị cái bút lông ở đây nhá. Em lấy chị yêu chị Nguyễn Trang một bộ đi. Nói chung là sale hết nhá. Không biết có in được hay không. Chị Nguyễn Trang một bộ cho chị cái bút
ở trên cái bút lông em, chị Nguyễn Trang. Đi luôn vào đây. Rồi chuẩn bị giấy cắt thôi, bảo chị Nguyễn Trang một bộ này. Chị Nguyễn Trang không lâu lắm rồi đấy. 475 870 chị Nguyễn Trang một bộ 30.000 này. Chơi chị Nguyễn Trang một bộ này. Ok. Em còn một bộ nữa nhá. Chị Nguyễn Trang một bộ chị chị Phan Phương một bộ đi. Có bút nào mạnh tay mạnh mẽ lên em. Phan Phương. Chị Phan Phương. Chuẩn bị cho chị cái bút nào hay là máy in ở đây nhá. Không đây lâu lắm. Chị Phan Phương đuôi 820 này. Phan Phương 0986 895 820. Chị Phan Phương một bộ này. Lắp đây. 0986 895 820. Mắt lé này chứ. Phan Phương. Ok. Ở chung cái này rẻ. Chị nào mà ôm thì em để giá siêu rẻ. Không phải là giá rẻ nữa mà là vui vui. Vui vui nhá. Không. Vui đi. Áo dạ này. Áo dạ còn 2 cái. Tặng nốt các chị luôn. Mã số cho em là áo dạ 40.000 đây. Áo dạ 40k nhá, còn 2 cái. Cái này các chị dưới 53 cần mình chốt đơn nhá. Áo dạ. Chị nào lấy áo dạ thì mình chốt áo dạ cho em 40.000 em ơi. Áo dạ 40k. Áo dạ 40k nhá. Còn đúng 2 cái. Cái này màu xanh nhá mọi người. Áo dạ 40.000 đấy. Trời ơi, giờ chị hỏi em tùy từng mẫu chị ơi. Mẫu này mẫu kia chứ. Hôm qua là like nhiều mẫu lôm côm, bây giờ em biết mẫu nào. Áo dạ cho em nhá, 40.000. Còn đúng 2 cái thôi. Con này em còn đúng 2 cái nhá. Áo dạ em ơi, chốt đi này. Ok, áo dạ cho chị Ly Lì Lợm ạ. Ok, chị Ly Lì Lợm một con, nhớ có chia sẻ nha em ơi. Chia sẻ thì mới chốt nhá. Ok, 40.000. Em bán như kiểu bán yêu thương đó chị thôi. Đây. Từ 40 cân đến 55 cân chốt đơn cho em nhá. Ôi cái bộ này. Chia nốt các chị 30.000. Mã số cho em là bộ sọc. Bộ sọc 30 đi. Chị nào lấy bộ sọc thì mình chốt bộ sọc cho em nhá. 30.000 này. Bộ sọc 30. Bộ sọc 30. Em ơi vào đây hồ chị này. Vào đây chị bảo này. Vào đây. Ok áo dạ cho chị 30. Nguyễn Kỳ Duyên ạ. Em qua đi là qua đây. Bỏ túi bóng cho chị ấy. Bộ sọc 30. Rồi cái này em còn đúng một con nhá. Từ 40 cân đến cái này các chị dưới 55, 56 cân này. Đấy mã này mình lên luôn cho em, mã là theo hoa nhá. Áo theo hoa. Kỷ niệm với chị luôn áo này 39. Các chị ơi nhớ chia sẻ bài cho em nhá. Chị nào không chia sẻ em không chốt ạ. Ra lấy cho chị cái bàn này. Em tên gì á? Tên Hà. Hà. Ra lấy hộ chị cái bàn này. Ok, bộ sọc cho chị Lung ra. Ôi. Không có để áo nam này mà mặc không này. Size M. Áo nam nhá mọi người nhá. Em còn một cái. Chắc không lên bộ rồi chị ơi. Em like nhanh lắm, một tiếng là xong rồi. Áo nam còn đúng một cái size M, áo Canifa này. Em xả luôn đấy các chị áo nam nhá. Size M là dành cho anh nào dưới 55 cân. Áo nam tặng nốt các chị ơi 70.000. Áo này săn gọi là quá sốc. Cái này các chị mà bây giờ đi săn ở ngoài không bao giờ có áo nam. 70.000 nhá. Đấy chị nào lấy áo nam thì mình chốt áo nam cho em 70.000 đồng. Mà áo nam nhanh tay nhá. Áo theo hoa sọc em hết rồi. Chị nào lấy con này mình chốt cho em hộ đây là áo nam. Áo nam hộ em nhá. 70.000 mà áo nam. Ê cái đấy chân lõng em. Áo nam 70.000. Bộ sọc em hết rồi chị ơi. Áo nam, chị nào lấy áo nam thì mình chốt áo nam cho em nhá. 70.000 đồng. Xinh lắm. Em chỉ áp dụng giá chị nào chia sẻ bài thôi nha. Các chị ơi chia sẻ bài thì tặng chốt ạ. Ok con... áo nam ơi chị Trang mẫu ạ. Con này em còn đúng một con khoác 60.000. Mã số cho em là khoác lông. Khoác lông 60.000 hàng lẻ nhá. Cái này là hàng lẻ hôm nay một buổi đi. Rồi ạ, mã này các chị lên đây là áo khoác lông. Áo khoác lông và kèm số cho em nhá. Áo khoác lông. Áo khoác lông không cần bỏ đâu chị. Bỏ ra là chưa cần bỏ là đã hết hàng rồi. Áo khoác lông cho em là được nhá. Con này còn một cái này. 30.000 khoác lông của chị Thanh Nga. Mã số cho em là áo 2 dây. Áo 2 dây 30k. Áo 2 dây 30.000. 2 dây 30. Chị nào lấy áo 2 dây thì mình chốt là áo 2 dây cho em nhá. 30.000. Khoác lông 70k nha chị Thanh Nga ơi. Áo nơ này 35.000 nốt đi. Mã số cho em là áo nơ. Áo nơ 35.000 nhá. Áo nơ 35. Chị nào lấy áo nơ thì mình chốt áo nơ cho em 35.000. Áo nơ 35k. Con này còn một con. Tặng nữa các chị 30.000. Đấu trạng mã số cho em là
áo zip, áo nơ đi em ơi, khoác lông chất chưa? Hết rồi chị ạ. Áo nơ. Áo nơ chị Anh Thư ạ. Áo nơ chị Anh Thư, nhớ là lưu ý cho em là có chia sẻ thì mới có đơn nhá, không chia sẻ là không có đơn đâu ạ. Đó chứ ạ, em bán thực ra là cái này là sale hàng lẻ lẻ cho các chị thôi. Rồi, áo zip cho em 30.000 này. Áo nơ nhá, áo 2 dây, áo zip 30k. Đây, áo giấy rất là hay này, chị Nhiên bị sót màu. 2 dây chị Phan Phương ạ. Áo giấy nha các chị ơi, mã này các chị lên đây là áo giấy 29.000. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em nhá. Mã số cho em là áo giấy 29.000 đồng. Áo giấy em sẽ có màu xanh, màu trắng và màu vi. Áo zip cho chị Anh Thư ạ. Đấy, chị nào lấy áo giấy thì mình chốt là áo giấy cho em nhá. 29.000 đồng, rộng rất vai như thế này. Áo giấy cho em nhá, 29.000. Đây, màu xanh em cũng thấy là đẹp này. Bao đẹp luôn nha các chị ơi. Đấy, chị nào lấy áo giấy thì mình chốt là áo giấy cho em nhá. 29.000 đồng, xinh nhọ. Đấy, rất là xinh cho em nhá. Áo giấy 29 cho chị Ly Lì Lợm ạ. Ok, em ơi ngồi sang bên đây này. Ngồi sang bên đây. Áo giấy cho em nhá, 29.000. Sẽ có màu xanh này. Màu xanh, màu trắng và màu xám đây. Áo đang mặc là 159.000 chị nhá. Áo giấy 29.000. Áo em mặc các chị ơi, mã gì nhỉ? Hình như áo em mặc là L198 cho em nhá. Áo em mặc là L198 rồi chị ạ. 40 cân đến 60-65 cân cho chị chốt đơn. Đây áo giấy chị Đỗ Thị Loan. Em sẽ có cho các chị, đây là màu, đây là màu gì ta? Này màu gì con? Màu cam à? Màu cam. Ở dạ. Màu này cho em là màu, em đang mặc là màu gì ta? Con ơi, màu chị mặc là màu gì đây? Ủa cái màu. Đây là màu xanh đó chị này, đây là màu xanh, đây là màu hồng. Màu hồng. Màu xanh như này, đây là màu cam đúng không? Đúng rồi, màu cam, màu hồng. Đây là màu cam, đây là màu xanh và đây là màu hồng nhá mọi người nhá. Ở dạ. Áo em mặc các chị cứ comment đúng mã cho em là L mấy ta? L198 ạ, L198 ạ. L198 cho em nhá, 159.000 một áo này. 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn nhá. Sẽ có màu xanh. Ôi áo này đỉnh lắm, màu xanh, màu cam và màu hồng. Áo này ở ngoài chợ các chị biết không, nó đang bán mua là 170.000. Các chị ra shop xem có phải là hơn 200.000 không, được chưa ạ? Mọi người cứ ra shop ấy ạ. Các chị hỏi xem em ơi áo này là bao nhiêu tiền. Chắc chắn là nhìn trên giá là hơn 200.000. Tại vì áo này ở ngoài chợ đang bán mua là 170. Nhưng mà lấy nhiều 165, 165 thì ít nhất về bán hơn 200, đúng không? Em kỳ nhớ với chị 159.000. L198. Ok, L198 chị Lệ Huyền cam ạ. Quá đẹp luôn chị, đó, chị ơi. Chị màu cam ạ. Đẹp kinh khủng khiếp mà cái chất len, cái tay của nó hơi bồng nhá. Nó không phải là tay giống như bình thường, cái tay ôm ôm đâu mà cái này là hơi bồng nhẹ cho em này. À, với giá là 159.000 một áo, mã số cho em là L198. Chị nào lấy L198 thì mình có lên đúng mã cho là có đơn nhá, 159.000. L198 bao xinh. Em mở túi bóng đi em. L198 đây mà kèm màu nhá. Cái váy tím này em còn đúng một con này. Sale với chị 30.000 luôn, mã váy tím 52 cân đổ về nhá, váy tím 30. Chị nào lấy váy tím thì mình chốt váy tím cho em nhá. Ok, 30. Chị Tim Dương em chốt rồi ạ. Váy tím 30. Trời ơi, con phong duy này đẹp thế. 40.000, mã số cho em là phong duy nhá mọi người nhá. Phong duy 40.000, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. Duy 40. Chị nào mà mua hàng lông côm ấy ạ, mà mình xả ra là sao nên không chốt cho mọi người đấy đâu nhá. Lưu ý giúp em là như thế nhá. Đỉnh đá cho em 40.000 mã phông GE này. Ai lấy phông GE thì mình chốt là phông GE cho em nhá, 40k. Ok, váy tím chị Hồng Ngọc ạ. Từ 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn nhá, GE 40.000. Những cái này là chưa hết này. Chưa. GE 40. GE 40.000. Ok, phông GE chị Bảo Ngọc ạ. Cái này em còn đúng, các chị lên cho em là dây ngọc nhá. Dây ngọc 20. Chị nào lấy dây ngọc thì mình chốt là dây ngọc cho em 20.000. Dây ngọc 20k. Dây ngọc 20. Chị nào lấy dây ngọc thì mình chốt là dây ngọc cho em nhé, 20.000. Rồi, 40 cân đến 60-65 cân các chị chốt đơn. Phong hoa cúc 30. Phong hoa cúc 30. Rồi, 30.000 các chị chốt cho em. Mã này là bộ hồng. Bộ hồng 30 nhé, bộ hồng 30. Bộ hồng 30, 40 cân đến 55-56 cân nếu chị chốt đơn. Chị Thu Cường chỉ hỏi áo đen nào chị. Đây. Chị nào lấy cái này mình chốt cho em là bộ hồng. Bộ hồng và kèm số điện thoại cho em nhá. Bộ hồng 30. Ok, hoa cúc cho chị Tini Dương ạ. L198 là bộ em đang mặc nhá. À là áo em đang mặc 159.000, L198.
áo em mặc là L198, 159.000, được chưa? Được chưa? Các chị nào mà lấy áo em bằng thử comment là L198 cho em nhá. Tại vì hôm nay nó không có máy nên nó hơi lâu một tí, sẽ đi qua mẫu rất là lâu nhé mọi người nhá. Được chưa? Rồi, lên luôn cho em cái bộ hồng cho em 30.000 này. Nhanh lên em, tốc độ lên không sợ quần áo đau đâu. Mà bỏ kỹ ấy, nhìn xem là chị ấy đang biết cái mã gì. Rồi áo rớt vai cho em mọi người nhá. Áo rớt vai xinh chưa? Áo rớt vai lên á, lên 30.000. Đấy, mã số cho em là áo rớt vai nhá. Chị nào lấy áo rớt vai thì mình chốt là áo rớt vai cho em này. Áo rớt vai 30. Bộ hồng của chị Ngọc Bích ạ. Rớt vai 30. Rồi, cái này mình lên luôn cho em là kiểu hồng cho em nhá. Kiểu hồng 30. Kiểu hồng 30, chị nào lấy kiểu hồng thì mình chốt là kiểu hồng cho em nhá, 30.000. Áo rớt vai cho chị Phanh Ngô ạ. Kiểu hồng 30, danh ngọc trên. Kiểu hồng 30, cái này em còn 2 bộ này. Cái này còn 2 bộ nhá mọi người nhá, Phúc An Khang. Rồi cái này mình lên. Cái này mình lên luôn cho em là bộ sọc cho em nhá, 30.000 này. Mã số cho em là bộ lung... sọc. Kiểu hồng chị Phanh Ngô rồi ạ. Chị Thi Mơ lấy hộ cho em mấy cái ít từ bóng kính em với. Bộ sọc cho em nhá. Bộ sọc 30 này. Có sọc vàng. Sọc vàng và sọc nâu 30.000. Bộ sọc của chị Hồng Ngọc ạ. Gửi nhầm mẫu. Giờ chị lại thích đổi. Bây giờ chị gửi nhầm mẫu với chị, bây giờ là cái mẫu này bên em hết hàng rồi. Bây giờ chị chuyển sang mã khác cho em hoặc em gửi lại tiền cho chị thôi ạ. Bộ sọc cho em nhá, 30.000. Ok, bộ sọc vàng chị Nguyễn Quỳnh Trang ạ. Mua cái hàng lông cô mọi người đừng có xả giúp em nhá. Mình tranh bằng được rồi đừng có xả nhá. Lê chị ơi, chị... cái túi bé thôi, cái túi này đựng đồ mùa đông rồi. Cho em cái túi nhỏ thôi. Có cần túi nhỏ không chị? Các chị yêu lưu ý là mua đồ hàng sale mình đừng có xả giúp em nhá. Chị nào xả là sao em không chốt đâu ạ. Chân váy bò này, 20.000 thôi em, xanh mờ. Chân váy bò 20. Chân váy bò nhưng mà nó kiểu như bò kaki á, 20.000 nhá. Chân váy bò 20. Áo hoa cúc cho em 39.000. Cái này các chị 55 cân đổ về nhá, hoa cúc 39. Tại vì là chốt hàng sale nó hơi cực một chút xíu nhưng các chị săn ở hàng nó rất là rẻ. Ở dạng chất của nó thì các chị đã y là biết rồi. Chắc là săn hàng sale nó hơi vất vả nhưng mà mình đã mua được mua giá rẻ. Chị Thiên Ly chia sẻ bài giúp em nhá. Rồi ok chị cứ gửi chân váy bò chị Tini Dương ạ. Rồi áo thêu hoa cho em 50.000 nhá. Hàng này 130. Hoa cúc chị Hồng hàng này 130 nhá mọi người ơi. Bây giờ em bán tặng các chị luôn. Các chị lên cho em là áo hoa. Áo hoa cho em nhá. Áo hoa 50.000 này. Áo hoa 50 đi. Áo hoa 50k. Chị nào lấy áo hoa thì mình chốt là áo hoa cho em nhá, 50.000. Rồi từ 40 cân đến 60 cân nữa chị ơi. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là áo len hồng. Áo len hồng 30. Áo len hồng 30 nhá. Chị nào lấy áo len hồng thì mình chốt là áo len hồng cho em, 30.000. Hoa cúc của chị Ori ạ. Áo len hồng 30. Ai lấy áo len hồng thì mình chốt là áo len hồng cho em nhá, 30.000. Em bỏ vào đi. Bỏ cho đúng mã nha. Ok, len hồng của chị nhỏ hàng ạ. Rồi em dừng lại em bỏ vào hàng đi ạ. Các chị lưu ý là mình chia sẻ bài cho em nha. Không chia sẻ bài em không chốt được đâu ạ. Đông Diệp này. Rồi mã này các chị lên cho mã áo lenner nhá, 39.000 đi. Lenner 39k. Đấy, chị nào lấy lenner thì mình chốt là lenner cho em nhá. Mã áo Burberry rồi tay em còn không? Em còn đấy. Mã đấy như là VIP 17. Lenner 39.000. Leno 39.000. Leno 39.000, con này còn đúng một con này. Váy cho em nhá. Len hồng em hết rồi nha các chị ơi. Váy nhá mọi người nhá, váy tím. Ai lấy váy tím thì mình chốt váy tím cho em, 52 cân đủ về. 52 cân trở về cho em nhá, váy tím. Váy Leno cho chị Bảo Ngọc ạ. Váy tím 50.000. Chị nào lấy váy tím thì mình chốt váy tím cho em nhá, 50.000. Toàn hàng đẹp thôi nhưng mà chẳng qua là nó lẻ lẻ một vài cái. Chân váy em còn một cái nha các chị ơi. Con này cũng size M này. Chân váy 20 nhá. Chân em váy 20 ạ. Chị nào lấy chân váy thì mình chốt là chân váy cho em 20.000. Có cả áo nam cơ, tí nữa em sẽ lên sale áo nam mọi người.
Đây cái này đây, em bỏ rồi đây này, gửi hàng cho khách này. Còn mỗi cái quần gửi lại này các chị này. Đây. Ấy quần cho em nhá. Okay, chân váy chị Thiên Ly ạ. À. Quần đi 30. Nhiều khi là không muốn theo kiểm tra hàng đó chị ơi, gửi kiểm tra hàng toàn. Trời ơi, con váy này đẹp thế. Con váy đó chị ơi, xinh chưa? Chị tin đi Dương hỏi mã nào chị? Em ơi chị ơi, váy hoa cho em nhá. Váy hoa cho em luôn, kỷ niệm các chị con váy này luôn, 60.000. Đấy. 60.000 nhá. Váy hoa em còn đẹp thế. Váy hoa 60.000 đó chị ơi. Váy hoa 60.000 đồ em. Đỉnh của chóp luôn. Trời ơi, sắp tím này còn mà. Đây vẫn đang còn hình vẫn đang còn một con áo hoa cúc này. Hoa cúc cho em kem nhá. Hoa cúc ạ. Hoa cúc 39.000 mã hoa cúc. Ok, váy hoa chị Thùy Dương ạ. Hoa cúc chị nào lấy hoa cúc thì mình chốt là hoa cúc cho em nha. Lưu ý là nhớ chọn thêm sản phẩm để em đi đơn ạ. Đây thì 2 giây còn một cái này. Chị nào lấy 2 giây thì mình chốt 2 giây cho em nhá. 2 giây 10k. 2 giây 10.000 ạ. Chị nào lấy 2 giây thì mình chốt là 2 giây cho em 10k. 2 giây 10.000. Hoa cúc chị Nguyễn Thúy Hằng ạ. Rồi áo Mickey cho em 40 cân đến 60 cân nhá. Áo Mickey, phông Mickey đẹp chưa? Phông Mickey quá là đẹp luôn đấy chị ơi, 30.000 luôn này. Phông GE thì không cần nói rồi. Phông GE thì không cần nói luôn nhá. 30.000 mã phông GE. Chị nào lấy phông GE thì mình chốt là phông GE cho em nhá. Ôi giời ơi, ơn giời, con này chị Phan Tiên chia sẻ bài em mới chốt nhá. Chị Phan Tiên không chia sẻ bài cho em đâu ạ. Rồi áo hổ nhá mọi người. 40.000. Áo 2 giây cho chị Trang Eva. Áo hổ 40. À áo 2 giây đang còn đây. 2 giây đang còn nhá. 2 giây chị nào là lấy 2 giây mừng mỗi chị một cái 10.000. Rồi mẹ cứ ngồi đó, mẹ cứ xem đi. Nó đã biết đâu mà bảo nó gấp. Em cứ bỏ vào túi bóng cho chị tí nữa gấp xong. Ok, phông gì cho chị Xoan Lê ạ. À. Áo 2 giây cho em nhá, 20.000. Em bảo rồi, chị nào ôm cho em đi. Ôm em đỡ phải bán. Ôm được giá đẹp các chị nhá. Tại vì là em ngại bán lông côm lắm. Áo hổ chị Nguyễn Trang ạ. Lân ơi, Lân vào báo sỉ Đồng Nai cái quần nào mà không đúng gửi lại cho em. Mất công mất thì giờ. Báo sỉ Đồng Nai ấy. Mẫu nào chị báo không đúng thì gửi lại hàng cho em. 2 giây cho chị Ngọc Bích ạ. Mấy cái quần bái bảo gửi sai mẫu. Áo em mặc là 159.000 nhá. Áo em mặc là 159.000 ạ. Em hết phông Mickey ạ, em hết áo hổ ạ. Bộ này xinh đấy. Đây chị ơi. Bộ này đó chị lên cho em mãi là bộ vàng cho em nhá. Bộ vàng 30, bộ vàng 30 này. Áo chị Lài mặc là 159.000, mã là L198 ạ. Bộ vàng 30, hàng lôm côm. 20.000 này, mã số cho em là áo xanh. Xanh 20 nhá. Xanh 20 sale cực rẻ rồi. Xanh 20. Bộ vàng cho chị Đỗ Thị Loan ạ. Xanh 20, ồ thôi chết, bây giờ mới nghĩ ra mã tri ân là mình phải comment là 9 này. Ba chín nghìn nhá, mã này các chị lên cho mã này là kiểu vàng, có mút ngực nhá mọi người nhá, kiểu vàng 39k. Chị nào lấy kiểu vàng thì mình chốt là kiểu vàng cho em, có mút ngực đầy đủ này. 39.000 mã kiểu vàng, kiểu vàng 39.000 nhá. Ai lấy kiểu vàng thì mình chốt là kiểu xanh vàng. Chị nhỏ hàng ạ. Kiểu vàng cho em 39.000, 2 giây đang còn nhá. Kiểu vàng 39.000, 39.000 các chị chốt cho em mã này là bộ sọc nhá, bộ sọc 39.000. Ai lấy bộ sọc thì mình chốt bộ sọc cho em nhá, 39.000 mã bộ sọc. Các chị ơi, chia sẻ bài giúp em nha. Để nhét cái giấy ở ngoài ấy. Chìa cái mặt ra. Ở dạng bộ sọc cho em 39.000 này. Sọc 39. Sọc 39. Em hết bộ vàng ạ. Ok, bộ sọc chị Huyền Hữu Ngờ ạ. Đây, 39.000 này. Mã này các chị lên cho em là kiểu hồng. Kiểu hồng 39k. Kiểu hồng 39.000. Kiểu hồng 39.000, con mẹ Candy mộc trà. Nghĩa mà tức. Rồi.
49.000, các chị lên cho mẹ là set hồng. Bom đặt đặt nhiều hàng hòn. Ờ ạ, mã số cho em là bộ hồng cho em nhá, bộ hồng. Bộ hồng. Bộ hồng và kèm số cho em này. Tao không gửi cái hàng của bỏ ở bãi. Ok, set hồng cho chị Trang Eva. Bà Đồng Nai. Mã sai. Rồi. Ok dạ. Rồi đấy chị ơi. Nào nào nào, tranh tay. Mã này mình lên luôn cho em, mã là kiểu hồng dạ, dạ hồng 49.000. Áo em mà có màu này. Màu xanh này. Màu xanh, màu cam và màu em đang mặc nữa. Trời ơi, xinh lắm ý. Cái con áo này mặc nó vừa phải, nó dàn di vừa phải luôn nhá. Dạ hồng 49.000 em ơi. Đây. Các chị thấy xinh chưa? Màu này là màu cam, màu em mặc sẽ là màu hồng. Em hết bộ rồi các chị ơi. Hai. Ok, dạ hồng cho chị ly ly lợm ạ. Đây, con này mình lên luôn cho em, này là áo nơ nhá. 39.000 mà áo nơ. Chị nào lấy áo nơ thì mình chốt là áo nơ cho em 39.000. Áo nơ 39.000 đồng. À, chị nào lấy ôm lô ấy, đừng inbox tin nhắn nhá. Inbox Zalo 208 cho em còn check luôn. Chứ còn inbox ở trang bếp là em không check được đâu. Áo nơ cho em nhá, 39.000. Ừ, quá đẹp. Giờ là hàng loco em lại bán thôi. Ở dạ, rồi phông cho em này, phông dài tay này. 29.000, mã số cho em là phông dài tay nhá. Phông dài tay 29k. Phông dài tay 29. Quá đẹp luôn, toàn những cái hàng xịn xò ấy chứ. Áo nơ cho chị Nguyễn Thị Hiền ạ. Em cứ ngại á, ngại rồi chẳng lâu lắm mà mình lên sale ấy. À, 39.000 bộ này đi. Mã số cho em là bộ lửng nhá. 39.000 đồng mã bộ lửng này. Chị nào lấy bộ lửng thì mình chốt là bộ lửng cho em 39.000. 39.000 mã bộ lửng nha. Ai lấy bộ lửng không thì mình chốt là bộ lửng cho em. Tini Dương ạ. Bộ lửng 39.000. Ô, con sơ mi này mà. Em nói thật chị nào mà mix đồ một tí á thì nó rất là lạ luôn nhá mọi người. Áo này là 159.000 mã L198 ạ. Đó ạ, cái này các chị lên cho em là sơ mi hoa 39.000 sơ mi hoa. Bộ lửng cho chị Thùy Dương ạ. Sơ mi hoa cho em nhá, 39.000. Từ từ xé giá này. Em cứ bỏ gọn này tí nữa gấp lại rồi xé giá. Sơ mi hoa cho em nhá, 39.000. Hoa 39. Rồi và bộ này mọng kéo này mặc rất là xinh. Chị nào mix đồ một tí xem. Xinh ơi là xinh luôn. Rồi váy hồng cho em này. 560 cân quay đầu nhá. Mã số cho là váy hồng. Sơ mi hoa cho chị Phanh Ngô ạ. Váy hồng 39.000. Đây là cả bộ đen. Váy hồng 39.000. Sơ mi hoa này. Ờ, áo len em đang mặc là 159.000 nhá. Mã số cho là L198. Áo đang mặc là L198 ạ. 159.000 bao giá đó các chị buôn. Áo này ở ngoài chợ đang bán buôn là 170 á. Đang bán buôn ngoài chợ là 170. Úi giời ơi, con này. Đây, bộ em đang cầm đấy. Váy hồng cho em nhá. Rồi, 29.000, mã số cho em là len đá. Váy hồng của chị Thùy Dương ạ. Len đá 29.000. Chị nào lấy len đá thì mình chốt là len đá cho em nhá. 29.000 đồng mã len đá. Len đá 29.000. Len đá 29.000 rồi có cả món áo nam nữa cơ. Chị Mai Thu Huyền ơi, nhắn tin trực tiếp vào bếp giúp nhà em nhá. Len đá chị Nguyễn Thúy Hằng ạ. Trời ơi con này L46 á chị ơi, dã man luôn. Còn mấy cái thôi L46 cho em nhá. Sẽ có màu xanh là sẽ có màu hồng. 69.000 đồng luôn này, dã man chưa con áo len này. Màu hồng còn một cái. Ờ màu hồng ấy còn một cái nhá. L46 69.000 con áo len như này. Chị nào lấy L46 thì mình chốt khẩn cấp cho em nhá. 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. L46 ạ, 69.000 đồng L46. Đấy, ai lấy L46 thì mình chốt và kèm màu cho em hàng VIP nhá. Hàng VIP và kỷ niệm các chị có bao nhiêu ạ? 69.000 L46. Ai lấy màu nào thì mình chốt cho em màu đấy nhá. Sẽ có màu xanh và sẽ có màu hồng. Đấy, màu nói chung là nó rất là sang, sang xịn mịn và đẹp luôn. L46 cho em nhá. 69.000. Con này em còn ít thôi, con này thì okay, còn L46 cho chị Đỗ Thị Loan. Còn có 5 con màu xanh, 5 con màu xanh và 1 con màu hồng nhá mọi người. Ui cái màu xanh của nó này. Chị Bảo hàng Ngọc VIP. Ạ. Hàng VIP thì người ta mới có 2 cái dây như này nhá mọi người ơi. Đây. Các chị nhìn thấy cho hàng VIP người ta mới có 2 cái dây treo để khi các chị móc đồ nó không bị sệ. Nó không bị rão cái len nhá mọi người nhá. Chủ yếu là còn màu xanh. Cái này em cột lại mã đi. Mã nào giống nhau thì em cột lại. L46 lên 69.000. L46 69.000.
Đấy, chị nào lấy L46 thì chốt khẩn cấp luôn đây em nhá. Trời ơi, xinh lắm đó chị ơi. Còn áo của em mặc là L198, 159.000, hàng bao đỉnh cho các chị luôn, được chưa ạ? Rồi con dâm này, con dâm này em còn một con 39.000, mã số cho em là váy bi đi. Con này các chị dưới 55 cân nhá. Váy bi 39.000. Chị nào lấy váy bi thì mình chốt là váy bi đây em. Áo đang mặc là 159.000, mã của nó là L198, chị Moon Bi ơi. Váy bi đây em nhá. Chị nào lấy váy bi mình chốt váy bi nhá. Đây cái bộ hoa này, bộ hoa này mặc ở nhà siêu mát, bộ lanh hoa 39.000. Chị nào lấy bộ lanh thì mình chốt là bộ lanh cho em nhá, 39.000 này. Bộ lanh 39k. Váy bi chị Phan Tiên ạ. Bộ lanh 39.000. Bộ lanh, ai lấy bộ lanh thì mình chốt bộ lanh cho em nhá. Em ơi lại kéo chị cái bì bọc đen lại đây. Bọc đen hàng lên đấy. Thế bọc cái sọt là cái hàng gì em? Cái sọt là bên cô. Cũng là hàng lên hay hàng này? Rồi, sơ mi nha các chị ơi, sơ mi vàng. Sơ mi vàng 39.000 nè, chị nào lấy sơ bộ mi vàng. Bộ lanh cho chị Hồng Ngọc ạ. Sơ mi vàng thì mình chốt là sơ mi vàng cho em nhá, 39.000 đồng mã sơ mi vàng. Sơ mi vàng 39.000. Rồi em cứ để bên ạ, sơ mi vàng 39 này lúc nào chị hết cái này ra rồi em bỏ cái hàng đang còn thừa vào trong cái túi này rồi lại xách ra chỗ kia. Sơ mi vàng cho em nhá, 39.000. Trời ơi, con này đẹp chưa các chị? Con quá đẹp luôn. Váy sọc 39.000. Váy sọc 39k. Chị nào lấy váy sọc thì mình chốt là váy sọc cho em nhá. Sơ mi vàng chị Hồng Ngọc có ạ. Bộ này nó, bộ này nó bị rách rồi. Còn mỗi cái quần này. Sơ mi sọc cho em nhá. Em hết váy bi rồi ạ. 29.000 ạ. Mã số cho em là áo khóa nhá. Áo khóa 29.000, mà áo khóa, khóa 29k. Cái này combo đi. Combo cho em nhá. Combo các chị ơi. Đấy, combo cho em đi. 39.000 hai cái luôn cho máu ấy. Combo, combo áo len cọc tay nhá. 39.000 hai cái, mã combo. Xanh chưa? Em ơi, cố gắng cho chị nào cảm thấy có đơn nhá. Không một cái một ngày mai gọi không được đâu. Combo cho em 39.000 này. Combo 39.000, chị nào có đơn cố gắng chốt cho chế thêm 1-2 cái gì đấy. Áo khóa cho chị Bảo Ngọc ạ. Combo chị Đỗ Thị Loan ạ. Rồi, cái em bị lên luôn cho em là không, không cô gái đi, 39.000. Không cô gái 39k. Không cô gái cho em nhé, 39.000. Không cô gái 39k. Rồi, áo giấy đá đây mọi người, 39.000 mã áo giấy đá này, 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn nhá. Áo giấy đá 39. Áo giấy đá 39.000. Combo em hết rồi ạ. À. Rồi. 99.000. Đang đắt. Đang còn. Còn không em? Còn. Ok, chị Huỳnh Kim Liên có L198 hồng ạ. À. Đẹp lắm, áo em mặc rất là xinh. Áo giấy đá chị Đỗ Thị Loan ạ. À. Áo em mặc có comment là L198 cho em nhá, xinh nhá. Có mỗi thì quần hoa. Máy xím. Combo có 2 combo đi em. 2 combo ạ. À? Em ơi, cho những cái hàng chưa. Ok, thế em chốt combo chị Ori Ori ạ. À ơi, cho những cái hàng chưa chốt được vào đây. Nói chung cái này hơi cực nhá. Không nhận là hôm nay các chị chốt hơi cực, bấm hơi mỏi tay tí. Nhưng mà là nhận được hàng đẹp. À, 29.000 cho em đi, kiểu xanh. Kiểu xanh 29.000 nhá, mã kiểu xanh. Chị nào lấy kiểu xanh thì mình chốt là kiểu xanh em để màu nào nam đi, tí tí thay đổi nha. Nam hơi đau đầu với size. Tí áo nam nha các chị ơi, áo nam nó vui nhỉ. Áo nam tí size 2XL này. Được chưa ạ? Size 2XL ấy chị ơi. Đấy. Ê chị ơi, nào, xả một cho em đi. Xả một cho em con áo này. Bao nhiêu tiền ạ? Ok, kiểu xanh cho chị Lung ra. Ừ, đúng rồi. Xả một cho em 89.000 mã xả một. Xả một cho em nha các chị ơi, 89.000 mã xả một này. Chị nào lấy xả một thì mình chốt là xả một cho em nhá, 89.000. Má này, con này là áo nữ ấy chứ. Xả một cho em nhá, 89.000 mã xả một. Áo gió nữ VIP chưa các chị ơi, con này đi. Nào, 99.000 cho em mà áo VIP. Đấy. Đẹp chưa? Trời ơi, con này
này 175 của em đấy. Áo VIP cho em nhá, 99.000 đi mà áo VIP. Áo VIP 99.000. Trả một cho chị. Hai áo nam size này là size gì đây? Trả một cho chị Trang Eva. Rồi, size 4XL các chị ơi. 89.000 nốt nhá. Áo này màu siêu ấm. Mã số cho em là xả 2 dành cho anh nào dưới 75 cân. Xả 2, 89.000 mã xả 2. Chị nào lấy xả 2 thì mình chốt là xả 2 cho em 89.000. Xả 2 89.000. VIP 99 cho chị Thùy Dương ạ. Xả 2 89.000 cho em nhá. Ôi chị ơi. Đây con này là size 2XL. Xả 2 cho chị Tini Dương ạ. Chị ơi lưu ý là chọn mẫu chọn hàng xong rồi không xả ra giúp em nhá. Okay. Hàng này mỗi cái em còn đúng 1-2 size thôi nên là con này là size 2X các chị. 149.000 mã xả 3. Size 2X là dành cho anh nào dưới 60 cân. Xả 3 cho em nhá, xả 3. Xả 3 149 mã xả 3. Chị nào lấy xả 3 thì mình chốt là xả 3 cho em nhá, dưới 60 cân. Con này là size M ạ. À. Con này size M mọi người nhá, áo trần bông ở bên trong này. 149.000 mã xả 4. Xả 4 cho em 149. Có trần bông ở bên trong đấy chị nhá. Đây. Xả 4 cho em 149 này. Size này là size M. Dưới 55 cân nhá, xả 4 149 này, chị để lại cái này mặc thôi. Xả 4 149 chị Thùy Dương ạ. Xả 4 149 cho em nhá. Rồi con này là 4XL các chị ơi, mã số cho em là xả 5. Dưới anh nào mà dưới 75 cân nhá, xả 5. 89.000 con áo này luôn, mã xả 5. Con này mặc siêu ấm, em bảo rồi nó mặc nhẹ. Phù hợp với anh nào không thích mặc cái phao béo béo. Đây, mặc những con này cho em cũng rất là ấm luôn nhá. Xả 5 cho em 89.000. Xả 5 89.000. Khi nào lấy xả 5 thì mình chốt là xả 5 cho em nhá. Áo da em hết hàng rồi chị ơi. Xả 5 89.000. Xả 5 cho chị Ngân Đinh ạ. Ôi con này đẹp quá hàng ơi, con len của em này. Meli cuộc đời con len đỏ các chị ơi, con len đỏ của em nào. Mã này các chị len cho em là gì ạ? Len đỏ cho em nhá. Len đỏ em kỷ niệm các chị con này. Bao nhiêu tiền các chị ơi? 59.000 luôn con len này. Dã man chưa? Này cái hàng của nó hàng VIP luôn cho em nhá. Len đỏ 59.000 40 cân đến 60 cân chị Thanh Hoài ạ. Len đỏ cho em con này em có 5-6 cái thôi, 59.000 eo cái len của nó mềm. Nó mềm kinh khủng khiếp các chị ơi, 59.000 cho em mã len đỏ nhá. Chị nào lấy len đỏ thì chốt là len đỏ cho em. 59.000 đồng. Con này em có ít thôi. Len đỏ chị Bảo Ngọc. Len đỏ chị Bảo Ngọc ạ. Ok. 59.000 cho em. Len đỏ chị Trang Eva. Ok. Đấy chị Trang Eva bây giờ chốt được cái sướng như len đỏ cho em 59.000 này. Còn chị tách túi em. Cái đấy em mở túi nó lại rách rồi. Em mở một cái này. Em bảo này, chị để màu này. Em mở một túi góc như này này. Em nhét vào cho em tính ra. Không cần bóc hết cả túi của nó đâu. Len đỏ cho em nha. Len đỏ các chị ơi chia sẻ bài cho em nha. Len đỏ chứng tỏ đấy. Len đỏ chị Dương Vân Anh ạ. Ôi con này hàng VIP thế. Em có phải từ túi giấy hãng cho các chị không? Nào. Melly cuộc đời cho. Ui. Chà 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 các chị ơi. Con len cao cấp này. Mã số cho em là len sọc 59.000 luôn. Len đỏ chị Hà Nguyễn ạ. Hàng gì mà kèm như này các chị ơi là biết hàng như nào rồi. Này. Dã man khủng khiếp cho các chị, 59.000 ok chưa ạ? Len sọc cho em 59.000 đồng, chất ly. Con này gọi là chất luôn, chất như nước cất luôn đấy các chị ơi. Len sọc cho em nhá, 59.000 đồng mã len sọc. Len đỏ chị Trang màu bổ sung số điện thoại cho em nha. Khi nào lấy len sọc thì mình chốt khẩn cấp nhá. Con này len sọc luôn. Chị Tini Dương ạ. Chị Tini Dương một cái ok. Này có 4 cái. Ok chị Ngọc Tú có len tím ạ. Ok. Len tím là cái gì? Đó, à. Lên sọc chị Hằng Nguyên ạ. Chị Hằng Nguyên. Đẹp quá nhở. Eo cái hàng đúng là xịn luôn. Các chị 59.000 cho em con len này nhá. Mê ly cuộc đời luôn. Đấy mê ly. Mã số cho là len sọc nhá. 59.000. Các chị ơi comment một lần giúp em nha. Đây đẹp cho kèm là thứ hãng của em này. Đẹp quá. Cái con len này ví dụ mình mua cho cô, cho dì, cho bác của mình nhá các chị.
mua về họ, ví dụ như là mua cho mẹ mình mặc cũng được. Đấy, cô gì chú bác luôn nhá, đẹp chưa? 59.000 thôi em, con len này thôi. Đã thế đây là len sọc. Len sọc 59k nhá. Len sọc 59.000. Đây. Cái này bị lỗi. Những cái chỗ này thì nó đen hơn cái nhà này. Con len này xinh nhá chị ơi. 59.000 lên đường nốt này. Dã man chưa? Mã số cho em là số 5 nhá. Số 5 rất dày. 59.000 mã số 5. Số 5 59.000 mà bán hàng lôm côm như thế này. Lại bán rẻ như thế này, rồi mấy thành phần chưa suy nghĩ lại bảo em ơi bán len tiện à. Buồn lắm đó chị ơi. Buồn ơi là buồn. Ui dồi ôi, con len này đó chị ơi. 59.000 mã số 6 đây em. Thôi kệ người ta cứ nói chuyện, mình cứ săn hàng rẻ và đẹp là được. Ok chị, số 5 đây chị Nguyễn Thị Hằng ạ. Len hoodie cho em nhá, mã số 6, 59.000 đồng mã số 6 len hoodie. Chẳng biết thì con này thì như còn màu khác nhưng mà thôi. Lỡ rồi bán tặng các chị luôn con này. 59.000 mã số 6 đây. Số 6 đây em nhá. Quá đi. Có 4 cái. Em có 4 cái len hoodie. Len mỏng nhá, miền Nam mặc được cho em, những chị miền Nam mặc được con này cho em. Những chị miền Nam mặc được con này cho em mọi người nha. Mã số 6 cho em. 59.000. Thề luôn, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn cho em len này. Đây mã số 6 cho em này. Len có cổ luôn cho em nhá. 59.000 có rút dây hai bên sườn. Số 6 chị Hằng Nguyễn ạ. Ai lấy số 6 thì mình chốt số 6 cho em nhá. Ô con này đỉnh này. Con này len đá. Số 6 chị Hằng Trần chia sẻ bài giúp em nha. Ui, số 7 các chị ơi len đá này. 69.000 mã số 7. Có 2 con. Số 7 cho em nhá, 69.000 mã số 7 này. Đấy. Đây. Dạ ôm lôm côm được chị ơi, ôm lôm côm để giá đẹp luôn ạ. Ờ có một sản phẩm một chút thêm nữa chị đi. Rồi ok chị yêu này. Đây. Đấy chị nhá, nhìn con hàng của em này. Đấy, số 7 cho em. 69.000. Nhìn cái đá nó mê ly màu kem nữa, đúng là hết hồn luôn. Đây, mã số 7 cho em nhá, 69.000 đồng mã số 7 này. Số 7 có 2 con. Số 7 ở chị cà phê đen ạ. Số 7 em có 2 con nhé. Số 7 chị Hằng Nguyên ạ. Ôi. 59.000 mã số 8 ạ. Số 8 59.000 màu cam. Số 8 59.000. Chị nào lấy số 8 thì mình cho số 6 chị Phan Phương ạ. Ôi con này xinh đấy. Khối sơ mi này. Chị Phan Phương bổ sung số điện thoại em lên phao, tối em lên phao nhé, mã số 9. Chị nào lấy số 9 thì mình chốt số 9 em nhé mọi người. Số 9 em. Số 9, 49.000 mã số 9. Ai lấy số 9 thì mình chốt số 9 em nhé. 49k. Số 9, 49.000. Số 9 nhé. Số 9, 49.000. Rồi 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn này. Mã này các chị lên cho em, mã này là số 10, 49k. Tay lỡ nhé. Mã số 10, 49.000. Ai lấy số 10 thì mình chốt số 10 cho em, 49k. Số 10, 49.000. Rồi. Số 11 cho em nhá. Len dày, len thừng, 49.000 mã số 11. Ai lấy số 11 thì mình chốt là số 11 cho em nhá, 49.000. Số 11, 49k, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn. Đấy. Chị nào lấy số 11 thì mình chốt số 11 cho em nhá, 49.000. Số 10 chị Hằng Nguyên ạ. À. Số 11, 49k. Đây, con lúc nãy còn một con màu xanh này. Con này các chị lên cho em là len xanh nhá. 69.000 mã len xanh. 40 cân đến 60 cân, ok, len xanh. Số 11 chị Ngân Đinh ạ. À. Len xanh, 69.000. Len xanh. Chị nào lấy len xanh thì mình chốt là len xanh cho em nhá, 69.000. Len xanh. Đây. Len xanh nha em nhá. Con này nó bị sai màu ở tí ở đằng sau. Chị nào lấy con này mình chốt cho em này là len len trắng. Áo thịt lai mặc là 159.000 ạ. À. Mã của nó là L198. Len trắng 30.000 bị sai một tí ở đằng sau. Len trắng 30.
Len xanh các chị chia sẻ bài giúp em nhá. Cái này các chị lên cho mãi là áo ba lỗ cho em nhá. Áo ba lỗ. Áo ba lỗ và kèm cổ cho em nhá. 39.000 áo ba lỗ. Áo ba lỗ 39.000. Áo ba lỗ 39k, con này xinh đấy. 39.000 mã số cho em là len đỏ, 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Len đỏ cho em 39.000 nhá. Len trắng chị Việt len ạ. À. Ai lấy len đỏ thì mình chốt là len đỏ cho em xinh đấy. 39.000 chất dày lắm. Len đỏ 39.000. Chị nào lấy len đỏ thì mình chốt là len đỏ cho em nhá, 39.000. Áo ba lỗ chị ly lì lợ mà. Ôi con này xinh dã man. Con này về các chị mặc cho em một cái bra ở bên trong nhá. Được chưa? Mã này đi lên luôn cho em này là áo. Len đỏ chị Phanh Ngô ạ. Áo 63. Áo 63 nhá, bên trong về các chị mặc cho em một cái bra xinh hết cỡ luôn, 59.000 áo 63. Áo 63 59.000. Chị nào lấy áo 63 thì mình chốt là áo 63 cho em nhá. 59.000 đồng. Áo 63 chị Việt len ạ. Rồi, mã này các chị lên cho em hay là áo tím. 59.000 đồng mà áo tím, 40 cân đến 60 cân, em còn quần đấy nhá. Quần chip em còn, áo tím 59k. Đấy, chị nào lấy áo tím thì mình chốt là áo tím cho em nhá, 59.000. Tím 59.000. Rồi, mã này các chị lên cho em hay là số 14. Số 14 cho em nào. Xinh nhá, 59.000 mã số 14. Áo 63 em hết rồi ạ. Số 14 áo 59.000. Áo tím chị Việt len. Số 14 em nhá, 59.000. Không, để tối em lên quần. Số 14 59k. Quần gió em chưa trả hết cho khách được các chị ơi. Số 14 này. Ôi toàn những con áo đẹp thế này, rối ren này. Số 15 cho em nhá, 59.000 đồng luôn mã số 15, xinh nhá. Đây nó có tổ tay von ấy. Số 15. 14 chị Phan Tiên ạ. Số 15. 14, 15. 16 là cái con như này. 59.000 xinh nha các chị. Len đẹp lắm. Mã số 15, 59.000 16. À 16 à? 16 59.000. Số 15 chị Phan Tiên ạ. 16. Rồi. Cái này hơi bé nhá, dưới 50 cân thôi. Mã số 17, 59.000. 16. 17, 59.000. Vẫn thấy chị Kina Dương bình thường mà chị. Đâu bị ẩn đâu. Móc ít một như cái sọt vào đây chị. 15 em hết rồi ạ. Trong cái sọt kia nào chị. Cái sọt vàng đây. Rồi con 7 màu này. Con này xinh đó chị nào. Rồi đẹp chưa. Mã số cho em là len cam. 79.000 mã len cam. Chị nào lấy len cam thì mình chốt là len cam cho em nhá. 79.000 em còn. Len cam nha các chị ơi, 79.000 đồng. Không, những cái này đang còn trên kệ mà. Chị Phan Tiên ơi, hôm nào chị đến khi các bạn gọi điện chốt đơn thì nói giúp em nha. Bây giờ em không xả ra được đâu ạ. Len cam nha chị nhá, xả em không chốt cái tiếp theo đâu ạ. Len cam, em đã bảo rồi, cái này là chị nào được là mình đã quá là sướng. Tại vì là mình săn được cái con đấy mà chị khác không săn được. Bây giờ các chị bảo là không lấy, lại đổi ra thì bây giờ em biết chốt cho ai. Bây giờ em biết lục lại comment của ai. Len cam cho em 79.000 nhá. Em bỏ gọn đi. Cái nào chưa chốt được em bỏ gọn. 16 chị Hiền Trần ạ. Rồi xả là em sẽ không chốt nữa đâu ạ. Rồi 59.000 mã số cho em là áo em mặc sẽ có màu nhé. Màu xanh, màu màu này là màu cam này. Và màu em mặc là sẽ là màu hồng. Con này mình lên luôn sẽ là len hồng cho em theo hình trái tim. 59.000 mã len hồng. Len hồng 59k nhá. Len hồng 59.000. Rồi len xám em còn một con này. 59.000, 40 cân đến 60, 65 cân nữa chị nhá. Len xám 59.000, bên em vẫn đang chốt ạ. Len xám 59.000. Chị nào lấy len xám thì mình chốt là len xám cho em nhá. 59.000 đồng. Trời ơi, sọc này xinh quá các chị ơi. Mã sọc vàng 69.000, em ơi bảo nhắn tin nhắn của chị Hoa rõ lên nhá. 69.000, mã số cho em là sọc vàng. 40 cân đến 60, 65 cân nữa chị chốt đơn. Mã số cho em là sọc vàng nhá. Chị nào lấy sọc vàng thì mình chốt là sọc vàng cho em. Sọc vàng 69.000. Chị Thêm bảo trả lời tin nhắn của Hoa rõ em ấy nhá. Sọc vàng 69.000. Đây để em ấn tin nhắn của chị nó nổi lên nhá. Sọc vàng chị nhỏ hàng ạ. Ôi,
69.000, mã số cho em là len kem. 40 cân đến 60 cân nhá, len kem 69.000. Ai lấy len kem thì mình chốt là len kem em nhá, 69k. Len kem 69.000. Rồi, khoác hồng cho em. Khoác hồng 89.000 mã khoác hồng, xinh chưa, còn chưa bán bao giờ. 40 cân đến 60 cân ạ. À. Áo em mặc là 159.000, mã số treo là L198. Ở đó, mã này chị lên cho em là khoác hồng cho em nhá. Con này còn chưa cả thấy hàng nó ở đâu. Mà nó đã có trong cái hàng Lancôme rồi, đằng này đóng hết cho khách, làm gì có con nào về đây. Rồi, len thổ cẩm ấy chị ơi, xinh chưa? 149.000 len thổ cẩm hộ em. Chưa bán bao giờ luôn con này. Cảm ơn. Len thổ cẩm 149 nha. Ai lấy len thổ cẩm thì mình chốt là len thổ cẩm cho em 149.000. 106 em vẫn đang còn chị Ngọc Linh ơi. Len thổ cẩm. Chị lấy thì mình cứ comment là L106 thôi. Len thổ cẩm 149 nha. Ôi quá xinh. Sushi khoác hồng cho chị viên giá nhỏ ạ. Len Gucci 39.000. Len Gucci 39.000. Ngọc Hà. Rồi. Ghi lê vàng 19.000 đồng luôn. Ghi lê vàng. Ghi lê vàng 19.000. Thổ cẩm chị Hằng Nguyễn ạ. Cái này cho em sẽ là hay hơi bị xước nhẹ một tí nha. Rồi 49.000. Mã số cho em là váy len 60 cân đổ về. Len Gucci chị Việt len ạ. Chị Hương Giang ơi, chị cứ comment đi là các bạn chốt đơn cho mình ạ. Ôi len kem ấy chị ơi, 59.000 mã len kem. Mã em mình lên luôn cho là len kem em nhá, 59.000. Cái túi nào ấy em thay túi bóng mới luôn này. Váy len đi, váy len nè. Váy len 49. Len kem 59. Len kem cho chị Hằng Nguyễn ạ. Thay túi mới cho chị đi. Cái này là combo cho em nhá. 59.000 hai cái. Quần bò giống em vẫn đang còn ạ. Váy len chị Ngân Đinh. Này bị lỗi chứ. Combo cho em này, hai cái màu kem luôn, hai kiểu khác nhau. 59.000 hai cái mã combo. Chị nào lấy combo thì mình chốt là combo cho em nhá. 59.000 hai cái. Combo. Ai lấy combo thì mình chốt là combo cho em nhá. 59.000 hai cái mã combo. Ở dạng combo 59.000 hai cái nha. Chị nào lấy combo thì mình chốt em là hết combo lên cho em nha. Rồi 40 cân đến 60 cân với chị chốt đơn. Cái combo chị Đỗ Thị Lan. Rồi ạ, yếm len cho em 50.000. Yếm len 50. Cái này, những cái hàng này chị vứt ở đây đang còn hàng trên kệ nhá. Linh ơi. Này, cái này là cả set mất rồi. Dừng. Đưa cái yếm này chị. Set len cho em 149 này. Bên em đang bảo nhân viên gọi cho chị đã. Set len 149 cho em nhá. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn. Mã số cho em là set len 149.000 mã set len đấy. Cái này là cả set cho em nhá. Quên mất nó lạc 7. Set len 149. Ai lấy set len thì mình chốt là set len em nhá, 149.000. Thương tí nữa gấp lại hàng rồi cái nào mà thay được. Rồi mã này các chị lên cho mã là váy body 50k luôn đi. Váy body 50. Chỗ đây là hàng lỗi nha. Set len chị Việt len ạ. Váy body 50. Váy body 50. Ôi len trắng đó chị ơi, len trắng này 59.000 cho em mã len trắng nhá, tim nhá, xinh nhá. Len trắng 59.000. Chị nào lấy len trắng thì mình chốt là len trắng em nhá, có theo hình cái tim ở đây. Đấy. Len trắng em nhá, 59.000 đồng mã len trắng. Các chị ơi lưu ý là chốt thì mình thêm số điện thoại giúp em nha. Con này bị ố ơi. Con này bị ố em kỷ niệm với chị 30.000 nhá, về giặt là ra ấy. Có nghĩa là cái này mình giặt ra nó tại vì nó bị ấp ấy này. Đây, bên em đang gọi nhá chị ơi, có nghĩa là nó bị ấp như thế này nào. Đấy, về mình giặt cái cho em là ra nhá, len trắng 30. Len trắng 29 đi. Thấy cái mã này là mã chiên mà. Len trắng 29 nhá.
len trắng 29. Thì chị cứ inbox tin nhắn bên em đổi cho mình, cứ phải từ từ chị ơi. Nhân viên đang có hai bạn check tin nhắn cho mình rồi, cứ phải từ từ nhá. Bên em sẽ check lần lượt, yên tâm. Được chưa? Make body ạ. Lỗi lầm như nào bên em sẽ đổi cho mọi người. Ok chưa? Làm sao các chị thoải mái nhất là ok. Nhà bên em chịu thiệt thoải tí không được, miễn là khách hàng thoải mái. Len trắng chị Thanh Nga. Rồi cái này là gì ta? Ôi ơi, con này lại bị lỗi một tí ở đây. 50.000 nữa chị nhá. Về đơn của chúng ta. Thôi, may mắn. Về em thấy buồn cười lắm. Có những chị cái lỗi nữa, cứ mở cái móc tay bằng hạt gạo á chị. Có chị nhà em không? Có chị phải bỏ cái tay vào. Đây này, giống như này. Đây ví dụ như nha, cái áo len nó lỗi có một tí thôi, mình đơm lại là được. Nhưng có khách hàng, em ơi lỗi này, là phải sâu cái tay cho nó to, nó rách cái to gì rồi gửi vào Zalo cũng mới chịu. Hay là nhiều khi là mình áo bé đó chị ơi, 10k. Chị nào lấy áo bé thì mình chốt là áo bé cho em nhé. 10k chẳng biết bao nhiêu cân vừa. Em chẳng biết bao nhiêu cân vừa, chắc là dưới 15 cân. Áo bé cho em nhé, 10.000 áo bé. Áo bé 10k. Bé bé yêu yêu. Rồi bánh bèo cho em nhé chị ơi, 39.000 mã bánh bèo. 55 cân đổ về cho em nhé, 55-56 cân đổ về mã bánh bèo. Ai lấy bánh bèo thì chị cho bánh bèo cho em nhé, 30.000. À 39.000. Rồi các chị lên cho em là áo yếm xanh 60 cân quay đầu nhá. Áo yếm bé xanh. Chị Thiên Ly ạ. Áo yếm xanh 39.000. Áo yếm xanh 39.000 không em hết rồi. Yếm xanh em đâu rồi chị Thanh. Yếm xanh 39.000 hả? Chị không bán nữa. Nó bị lỗi chị. Thì bây giờ chị về khâu em tính chị 40.000 thôi, nhưng mà nó bị lỗi nha. Không về. Hay là chị hay áo len của nó mất một tí đây. Và lấy cái tay nghéo ở cái chỗ đây cho nó to ra. Sao em ơi, lỗi này. Bánh bèo chị Phan Tiên ạ. À. Áo đây lỗi em không bán đâu chị ơi. Em không bán nha, tránh trường hợp các chị mua về lại bảo chị mua săn hàng sale mà nó bị lỗi hết trơn không mặc được. Rồi, mã này mình lên luôn cho em, váy nâu cho em nhá, váy nâu. Váy nâu các chị ơi, váy này siêu xinh. 49.000 mã váy nâu, hàng trăm mấy đây. Váy nâu 49k. Chị nào lấy váy nâu thì mình cho váy nâu cho em nhá, 49.000 lấy thêm cho chị ngoài sàn vào đây. Ngay ngày chị còn ra chợ đấy. Váy nâu cho em nhá, 49.000. Ok đấy thì nhớ nhá chị ơi, không phải lại quên. Ok cho chị ấy đem 40.000. Nói chung là thực ra về chị nào mà đơm tay khéo á, các chị đơm vào nó giấu cái chỉ bên trong không lộ đâu. Cái tay hay là. Ừ, cái tay hay là. Vui à chị. Ừ. Đây con áo này cho em nhá, mã số trên là áo báo, 29.000 áo báo. Báo 29k. Chị nào lấy áo báo thì mình cho là áo báo cho em nhá, 29.000. Bước lên cái đoạn lùm cùm tờ ngại đó. Chốt đơn. Chị miss xong mình tại vì đợt này nó tin nhắn nó nhiều quá. Thế là làm ra nhiều khi là trường hợp là sẽ có trường hợp tin nhắn nó bị trùng. Em bảo rồi các chị nào mà không được, mình có thể gọi thẳng cho em vào số hotline. Hoặc nếu mà chậm lắm nhà em chưa có ai gọi nghe, cứ gọi vào cho em số 208 này. Bảo em ơi vấn đề của chị là như thế này, em giải quyết cho chị, bảo nhân viên giải quyết luôn là em sẽ giải quyết luôn cho mọi người. Có nghĩa là đợt này nó bị, thứ nhất là thiếu nhân viên, thứ hai là hàng hóa nó đang chưa được khớp. Có nghĩa là ở một nơi mà chốt đơn một nơi, nên ra là có những cái mã hết đi ạ. Bên em sẽ không gọi là hết thì báo âm thì sẽ không chốt, nhưng mà tại lúc cái hàng đấy nó bị lỗi như thế nào là không chốt. Bây giờ em không biện minh nhà em nhá, không biện minh. Ở nhân viên nhà em thì có sai em sẽ bảo các bạn, được chưa ạ? Còn nếu mà mình, ví dụ như nhiều chị cứ gọi thẳng vào số hotline, không gọi vào hotline thì được, mình cứ gọi vào cho em là 208. Em ơi vấn đề của chị là ABC XYZ, bảo nhân viên dép tin nhắn khẩn cấp cho chị. Đấy là bên em sẽ trả lời, được chưa ạ? Còn bây giờ tiền cọc thì bên em sẽ gửi lại cọc cho mọi người. Không phải là tiền cọc thì em không có hàng, bên em cũng im im, bên em lấy tiền cọc của chị làm gì hết. Em có nghĩa là đang thiếu nhân viên lên nhiều khi, các chị phải thông cảm. Hết sức thông cảm cho nhà em. Bây giờ cái vấn đề đấy em không đôi co với chị ở trên livestream, em không biết vấn đề của chị là gì. Chị inbox vào tin nhắn bên em sẽ giải quyết âm thầm cho mọi người trong tin nhắn. Còn em lên đây chỉ bán hàng, em không có giải quyết tin nhắn được. Nhá mọi người nhá, thông cảm em là như thế á. Bây giờ bộ nam đấy là em xả rồi, bây giờ hay nên nếu mà các chị không vừa để gửi lại em. Thật sự bộ nam này em lỗ 100.000 một cái không nói điêu.
nói điều gì sẽ không bán hàng cho các chị nữa. Em nhờ vào bộ đấy là 200 mấy rồi. Hôm trước em giảm có 159.000, hôm sau nữa em còn có bán có 99.000. Là hôm nay em là bị quá là hâm rồi. Nên là mình nếu mà không màu bừa thì các chị đổi lại cho em nhá. Bộ nam đấy thì thin đầy chị chốt mà không được. Chị Nguyễn Phạm bổ sung số cho em nha. Áo báo chị bán mấy hả? Áo báo chị bán mấy? Áo báo đấy là 29.000. Nhanh để như 3 giờ mấy rồi đúng không? 3 giờ kém 5 rồi. Váy 2 giây em các chị nhá. Váy 2 giây đấy, váy 2 giây cho em này. 49.000 mã váy 2 giây. Chị nào lấy váy 2 giây thì mình chốt là váy 2 giây cho em nhá. 49.000. 49.000 mã váy 2 giây. Rồi. Cái này mình lên luôn cho là áo rớt vai cho em nhá. 39.000 mã áo rớt vai. Áo rớt vai 39.000, 60 cân quay đầu. Áo rớt vai 39.000. Chị Nguyễn Phạm bổ sung số điện thoại giúp em với ạ. Áo rớt vai cho em 39.000 nhá. Rồi ok, bên em đang trả lời tin nhắn cho mọi người đấy ạ. Chị Thảo ơi. Chị Thảo đang test của chị ấy. Chị Hình bảo chị kiểm tra kỹ size cho em nhá. Đúng sai em đó. Trả lời tin nhắn của chị Mít xong mình. Ok phải, chị Nguyễn Phạm thật ạ. Thật sự cái đấy là lỗi nhà em à. Tại vì từ cái đợt này nhà em đang gọi là nó chưa khớp. Chưa khớp nha mọi người nha. Có nghĩa là các thực ra cái này là phạm chủ với mọi người. Có nghĩa là ví dụ như là đơn ở Thanh Hóa các bạn gọi xong, trong phần mình vẫn báo dương. À, dạ. Trời ơi các chị ơi, không phải là em không biết cái chỗ đấy. Có nghĩa là sẽ tránh trường hợp nhiều đơn bị sót. Có nghĩa là nó chuyển trong trạng thái thu gom, nhưng nhà em chưa in đơn được cái chỗ đấy thì nó lại bị hết hàng chỗ đấy. Nên là cái đấy thì mình inbox và tin nhắn hộ em với. Đợt này nó chưa cấp, có nghĩa là đợt trước các chị mua hàng là sao ạ? Là bên em sẽ gọi điện chốt đơn lấy hàng luôn đó các chị. Và bây giờ là phải đội từ Thanh Hóa, đội Thanh Hóa. Đấy, đội Thanh Hóa thôi đấy là gọi điện chốt đơn rồi sau đấy gửi về ra ngoài đây để đóng hàng. Nhưng mà có nghĩa là bị sót một vài đơn nữa trong trạng thái là chờ thu gom hay là chờ cọc cái gì đấy thì nó sẽ không in được. Đấy, lúc đâm ra là nhặt hàng nữa các chị, đến lúc đấy là hết hàng. Nên là em bảo rồi, đơn này là em sẽ bị và là các chị chửi và các chị mất lòng và các chị không mua nhà em nữa, tại vì cái vấn đề là nó bị hết hàng, em cũng rất là buồn. Với lại không đảm bảo được cái lượng hàng nó nhiều hơn, tại vì hàng các chị biết rồi, bây giờ vải nó cao, hàng tắc biên như thế này, hàng về đợt về đội hai ba hôm hàng mới về, đâm ra là nhiều khi phải gọi trước cho khách nhà lại chị ơi chị có lấy hàng hay không. Nên là đâm ra là trường hợp này là lỗi là em không có đủ hàng thì mọi người chốt cho mọi người. Thực ra là hàng cũng muốn đủ nhưng mà nhiều cái mẫu ấy các chị nó bị gọi là nó bị hết hàng, chẳng hạn như 2-3 hôm nữa nó mới có hàng, tàu nó mới về, hay là 2-3 hôm nữa vải nó mới về hay như thế nào, nên nó phải đợi lên, đâm ra là phải gọi trước cho khách hàng, nên nhiều trường hợp á. Nên là đợt này vẫn là mong khách hàng thông cảm. Đợt này em đang làm cái kiểu mới là cái tháng này nó sẽ là nhiều vấn đề khúc mắc hơn là những cái tháng trước mà chốt đơn rồi các chị. Quần Q15 là gì em? Không, quần em không về nữa. Quần gió. 40 cân đến 60 cân các chị nhá. Đấy, mã này mình lên luôn cho em, này là áo sọc đỏ cho em nhá. Áo sọc đỏ cho em nhá. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn, mã số cho em là áo sọc đỏ nhá. Kỷ niệm các chị luôn 39.000 áo sọc đỏ. Áo sọc đỏ 39k. Chị nào lấy áo sọc đỏ thì mình chốt là áo sọc đỏ cho em nhá. Rồi len xanh các chị ơi. Len xanh 39.000. Len xanh 39k. Chị nào lấy len xanh thì mình chốt là len xanh nghe em nhá. 39.000 mã len xanh. Cái này em còn một cái yếm này. 39.000. Thật ra mã này các chị len cho mã là yếm xanh cho em nhá. Yếm xanh và kèm số cho em là được. Yếm xanh cho em nhá mọi người nhá. Áo sọc của chị Hằng Nguyễn ạ. Yếm xanh 39.000. Ê áo này dưới 60 câu. Cái này bị lỗi. Áo gió cam 39.000 luôn các chị. Áo gió cam kỷ niệm nốt 39.000, nhanh tay thì được chậm tay là hết. Áo gió dơ nứt phầy 39.000 mà áo cam cho em nhá. Áo cam còn nhiều lông công ơi. Ngại quá ấy. Qua này bán chốt cái bộ kia chơi mà đang còn lũng cúng cái bộ đây. Còn mình bộ nội y thôi. Size 34 hết chưa em? Size 34 còn 5 set. Ừ đây vào đây. Thôi đây để cái đấy chốt cho khách ạ. Anh chị ơi, mã này mình lấy luôn cho em là gió cam nhá. 39.000 mã gió cam. Ai lấy gió cam thì mình chốt là gió cam nên em nhá. 39.000 đồng mã gió cam này.
Dấu áo mẫu mặc còn ạ. Áo em mặc còn 159.000 mã L 198. Áo dấu cam. Khi nào lấy áo dấu cam thì mình chốt cho em con này còn 4 cái thôi. Con này còn 4 cái. Áo em mặc bổ ví con cho em tốt, được chưa? Yếm xanh 39 cho chị Mỹ Lan ạ. 40 cân đến 65 cân. Đấy, con này các chị cứ chốt cho em cái áo dấu cam 39.000 đi. Áo gió dơ nước phay. Áo này thì siêu hot rồi, 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn nhá. Đấy, dấu cam 39.000. Dấu cam chị Danh Thị Loan ạ. Rồi ok. Được quà từ ngày mùng 2 tháng 1 chị không inbox một tin nhắn ạ. Cần phải inbox ngay vào tin nhắn để em chốt đơn cho mình chứ. Áo cam em nhá mọi người nhá. 39.000. Điểm xanh em hết ạ. Chị nào lấy gió cam mình comment là gió cam kèm cả số điện thoại giúp em nhá. Con này còn size 3X các chị ơi. 149.000 này. Rồi các chị lên cho mãi là áo VIP. Áo VIP cho em áo nam nhá. Size 3X dành cho anh nào mà dưới 68 cân. Mã số cho em là áo nam. 149.000 mà áo nam. Làm gì không có chuyện mà 3 ngày rồi em không check đâu chị ơi. Áo nam. Cái nào mà ấy thay thì bấm mới cho em nhá. Áo nam các chị ơi, 149 mà áo nam. Chị nào lấy áo nam thì mình chốt là áo nam cho em nhá, 149.000. Con này xinh nhá, con này là 3XL. Con này là 3XL ấy chị nhá, con này là 3XL. Quá đẹp luôn các chị ơi. 199.000. Đấy, mã số cho em là áo gì ạ? Mã số cho em là mã số là 00. 00 cho em nhá. Cái này còn size 3XL. Gió cam em hết ạ. Size 3XL 199.000 mã 00. Chị nào lấy 00 thì mình chốt là 00 cho em nhá. Đây. Nếu có nghĩa là một tuần mà chưa check tin nhắn thì mình rồi nếu mà mình chưa có check tin nhắn thì bên em sẽ là bảo bây giờ check luôn nhá. Nghĩa là nó từng bị trôi mà các chị cũng cứ để cho nó trôi như thế. Một gọi là các chị ơi, có khách còn nhắn tin lúc 2 giờ đêm. Có khách có nhắn tin cả lúc 2 giờ đêm đấy ạ. Nên là ví dụ như sáng ngày mai bên em đã check hết đơn của ngày đấy. Nhưng mà đến sáng mai các chị lại rất nhiều chị đã chốt đơn, đặt tên các thứ rồi ơi. Nên là nó bị trôi. Mình mà chưa được thì mình cứ gọi cho em vào số 208 nhá mọi người nhá. Mã số 00 cho em các dưới 65-66 cân. Dưới 65-66 cân bị. Nhưng mà bước đầu tiên các chị nhá, mình inbox vào tin nhắn không được, mình gọi vào số hotline bí lắm, cấp tấp lắm thì mình mới gọi vào số 208 cho em. Ở trường hợp 208 nhiều lúc em không nghe đâu ạ. Thật sự luôn, nhiều lúc nhiều số quá em sẽ không nghe nhá. Ở trường hợp nào mà thư giãn nhiều hôm khi gọi điện thoại xong đầu muốn nổ tung ấy các chị. Nên là thứ nhất là bước mình inbox tin nhắn cho em nè. Sau đấy là gọi vào số hotline không được, cấp tốc lắm, nguy cơ lắm, ngập lụt lắm thì mình mới gọi vào số 208 cho em nhá. 80 cân thì em không có sai rồi. Áo nam thì em không có sai 80 cân. Con lên nốt con này thôi để nghỉ nha các chị ơi. Giải tán nhá, giải tán hàng luôn cô nhá. Size L còn hai con size L. Con này còn hai con size L nhá mọi người nhá. Mã số cho em là 01. Lúc nay nhiều người bán tặng các chị là 89.000 là ta. 01 cho em nhá, size L ạ. À. Size L dưới 55 cân mã 01 sẽ có màu xanh này đây. Chốt cho khách bằng được, khách đòi bằng được rồi khách bom hàng về đây. Màu xanh ngọc và màu xanh rêu đấy, nhiều chị kia lại chốt. À, người mua không được, người chốt lại bom. Bán cho người chốt thì bán cho người muốn mua thì không bán, lại bán cho người bom, khổ lắm thôi. Nhiều khi gọi là xót xa. Ờ ok các chị ơi, 01 cho em dưới 55-56 cân các chị chốt đơn cho các anh nhá, 89.000. Bao giá rẻ luôn nhá mọi người nha. 1m72 vừa. Em mở ra gấp lại cho chị đi. Biết gấp quần áo chưa? Không là cái này. Đây em gấp vào cái túi bóng to này cho chị này. 01 cho em nhá mọi người ơi. 01, chị nào lấy 01 thì mình chốt là 01 cho em 89.000. Ông ấy em gửi về cho bố em à. Quá rẻ rồi. Sale 89.000 kéo gió nam. Hàng Quảng Châu chất đẹp. Dưới 55 cân, cái size nó hơi bé là dưới 55 cân. Dưới 55 cân thôi nha các chị nhá. 01, chị nào lấy 01 thì mình chốt là 01 cho em 89.000. Bao rẻ các chị ơi, bao rẻ nhá mọi người nha. Siêu rẻ chứ là không rẻ nữa là bao rẻ. Mã 00 em biết hàng. 00 là 149 á. 199 thôi các chị chốt em mã này 01. Thôi hai cái CL chị về cho bố đi. Rồi về cho. Ok 00 cho chị Hạnh Bích và 00 cho chị chị Hiền Hít, con lấy 00 không ạ? Con này đẹp các chị này. Con này con K5 của em hit okay, hot luôn. Ok chị PT có 00 ạ. Con K5 của em hot hit luôn. Trời ơi siêu rẻ các chị ơi, 89.000 cái con K5 của em. Chị nào bỏ lỡ là tiếc nha. K5 nữa chị ơi, 89.000, 40 cân đến 60 cân nữa chị chốt đơn em mã K5 nhá. Chị nào lấy K5 thì mình chốt là K5 cho chị Nguyễn Phạm ạ.
Can 5 89 nghìn mã can 5 eo ấm kinh khủng khiếp. 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn em nhé. Mã can 5 89 nghìn. Đấy. Can 5 các chị ơi 89 nghìn. Chị ơi giúp cho em một cái 01. Không ghi lên nam em không có đâu ạ. Đồ nam em giờ em không bán nữa. Được chưa các chị ơi, mã can 5 cho em. Ok. Can 5 ơi chị Hằng Nguyễn này. Kiểu gió khác tối nay em lên nhé. Ok 01 cho chị Hiền ít ạ. Can 5 ơi chị Hằng Nguyễn. Can 5 cho em nhé. 89 nghìn mã can 5. Đẹp cực kỳ luôn, 40 cân đến 60 cân chị ơi, ấm lắm. Con này mặc thêm một con áo len mà con áo này ngoài này quá ấm luôn. 89 nghìn con gió hai lớp, bên trong là hai lớp luôn cho em nhá, đầy đủ luôn này. Meli cuộc đời chứ gió em không bao giờ gió một lớp đâu ạ. Không bao giờ gió một lớp nhá, kéo gió 40 nghìn là có hai lớp rồi. K5 cho em màu nó đẹp đúng không ấy chị, màu tím. Ôi, màu tím à. Chị nào thích màu tím thì mình chốt cho em quả này. 89 nghìn mã K5. Xinh chưa? Đấy, chị nào lấy K5 thì mình chốt là K5 cho em nhá. 89 nghìn xinh ngất ngây. Xinh ngất ngây con nhà Tây luôn các chị ơi. 40 cân đến 60 cân các chị rất đơn lên con K5 này. Chị nào lấy K5 thì mình chốt là K5 cho em nhá. 89 nghìn. Rồi à, chị Vin đá nhỏ cho em xin số ạ. Chị Vin đá nhỏ cho em xin số nha. Có đơn chưa? Chị Vin đá nhỏ một con K5 này. Chị nào lấy K5 thì mình chốt là K5 cho em nhá. 89 nghìn. Đây. Con này em còn lẻ lẻ nhá mọi người. Đấy, con này em còn lẻ vài cái nên kỷ niệm các chị nốt. Được chưa? Mã này đi lên luôn cho em, mã này là lôm cơm. Mã số cho em là 61 cho em, 69 nghìn một cái nhưng mà không chọn mẫu nhá. 69 nghìn nên không chọn mẫu, còn có 4-5 cái thôi. Gió lôm cơm nhá mọi người nhá, 69 nghìn mã số cho em là 61. Đây, không chọn mẫu cho em, mình trúng mẫu nào mình chốt mẫu đấy. Còn có 2 con màu trắng có mũ này. 61 cho em, 69 nghìn nhá. Ai lấy 61 thì mình chốt là 61 cho em. 69 nghìn đồng mã 61. Ai lấy xả 1 thì các chị chốt khẩn cấp cho em. Mã này là xả 1 cho em 69 nghìn nhá. 69 nghìn nhá các chị ơi. À, em Emily cuộc đời chưa? 40 cân đến 60 cân mình chốt đơn cho em nhá. À, bên trong cho em, bên ngoài này 69 nghìn cho em mã xả 1 nhá. Đầy đủ xinh xò như thế này. Được chưa? 69 nghìn cho em xả 1 cho em này. Ok chị Hằng Nguyễn một cái nha. Chị Hằng Nguyễn một cái xả 1 này. Tối em lên phao nhá. Hẹn các chị vào tối nay. Chị nào có đơn tối nay vào chọn thêm giúp em nhá. Rồi chị Mỹ Loan một con xả một cái, lưu ý là không chọn màu giúp em nhá. Mai đừng đòi nhá mọi người nhá. Rồi chị Đông Như Nguyên Trương một con này. Tối nay em sẽ lên tiếp nha mọi người ơi. Hẹn các chị vào tối nay nhá. Tối nay. Các chị ơi lưu ý có đơn nghe máy giúp em ạ. Ok chị Trần chị Danh Thị Loan xả một ạ. Lưu ý là mẫu xả một nhà em sẽ không chọn hàng chị nhá. Không chọn họa tiết ạ. Em hết yếm xanh ạ. Rồi, chị nào có đơn thì tối nay vào chọn thêm nhé mọi người ơi. Bye bye các chị yêu.